Thực sư cô thấy kiến thức sư rất rộng và sâu, xin cho con hỏi sư có học tiến sĩ hay thạc sĩ không, mà sư học ở trường nào vậy? Cái này đó, nó nói lên một cái vấn đề là mình học như thế nào. Nó buồn một số vị đó. Học cao đẳng Phật học, tiến sĩ Phật học, nhưng mà ra rồi thì nó cũng vậy à. Cái bằng cấp thì nó cũng chỉ là để mình leo lên được cái chức này chức kia, nên mà không lẽ giờ mình đi tu, mình bỏ cha bỏ mẹ đi tu, bỏ tài sản bỏ hết, rồi bây giờ mình lại đi mình chạy chạy bằng cấp, chạy chức vụ, rồi nó thì nó khác người đời ở chỗ nào? Thành ra đó, khi mà sư xuất gia, sư mới nghĩ như thế này: mình không có nên tốn thời gian vào những cái môn học ở ngoài đời. Những cái trường đại học cao đẳng ở Việt Nam thì để mà cấp được bằng ấy, làm sao mà tránh khỏi những cái lớp như là triết học Mác Lênin đấy. Rồi có khi mà sư tham khảo một số thì sư thấy là có nhiều môn vốn dĩ là một vị tu sĩ không cần phải học, và có nhiều thứ mà một vị tu sĩ Phật giáo nguyên thủy không cần phải biết tới. Nếu như có biết tới thì cũng chỉ là một buổi 4 năm trời, gom lại chỉ cần một buổi thôi, giới thiệu tổng quát để mình biết là những cái vị tu sĩ bạn, các vị đó đã có những cái quan điểm như thế nào, đã có những cách tu như thế nào. Một buổi giới thiệu vắn tắt vài gạch đầu dòng là đủ rồi. Tại sao phải tốn nhiều thời gian như vậy? Cho nên khi mà sư xuất gia, sư đi thẳng vào trong tam tạng. Có nhiều vị có thể lựa chọn đến học ở những cái nước quốc giáo như là ở Miến, ở Thái, thì sư nghĩ nó cũng tốt. Nếu tại vì đơn giản là sư chưa có điều kiện thôi, chứ nếu như mà có điều kiện thì sư cũng đi. Nhưng mà trước đó thì sư có vào cái thời điểm đó sư có suy nghĩ như thế này: tam tạng mình nắm nắm tam tạng trước cái đã. Tam tạng thì tiếng Việt thì cũng là ngôn ngữ truyền tải cái ý nghĩa của tam tạng. Ít nhất là mình học, là tại sao bây giờ thì tam tạng tiếng Việt vẫn còn ở đó, tại sao mình không học? Rồi sau khi mình học xong đấy, mình đi những cái xứ quốc giáo để có những cái nền đào tạo đó, thì sư nghĩ là cũng có sẽ có những cái mình đáng học. Nhưng mà sư có cái hoạch định của mình để không có tốn nhiều thời gian. Đó là gì? Đi trực tiếp vào trong kinh tạng. Quý vị nói sư hiểu rộng chứ sư không có hiểu gì rộng hết trơn. Những cái sư biết là trong tam tạng có ghi, mà những cái gì mà tam tạng ghi thì mình lấy cái gì mà mình nói nó là kiến thức của mình. Nó chỉ có một cái chuyện như thế này: quý vị đọc kinh, quý vị theo những cái lớp tam tạng, lớp kinh tạng, quý vị học xong rồi quý vị chữ bỏ hết lại cho thầy, thì quý vị có còn nhớ cái gì hay không? Đó là sự khác biệt. Khi sư học xong rồi thì sư vẫn còn nhớ một ít, hoặc chí ít là mình biết cái nội dung bài kinh đó là cái gì, hoặc chí ít khi mình biết là mình cần tìm cái nội dung mà mình muốn ấy. Ví dụ như khi Đức Phật nói về cái sự tai hại của cái việc hưởng dục đối với một vị tu sĩ, sư có thể tìm ở đâu. Rồi khi sư cần biết được là những cái điều ta những cái lợi ích của việc ví dụ như của việc thực hành tâm từ, sư sẽ tìm ở trong
kinh nào, hoặc là khi mà sư biết, khi mà sư cần tìm cái những cái lời dạy về cái phần kham nhẫn thì sư ở trong bài kinh nào sư sẽ liên hệ tới được, ít nhất là nó trong cái đầu mình ấy nó có một cái mà sư tạm gọi là cái mục lục, cái mục lục, những cái đề mục, những cái gạch đầu dòng mà khi mình cần tới mình biết liên hệ tới nó nằm ở chỗ nào. Ồ, hoặc là đơn giản có, hoặc là có một số cái câu kinh mà đối với sư thích thú cho nên sư nhớ. Ví dụ như trong cái kinh kinh Lưỡi Cưa thì Đức Phật có học kinh ví dụ con rắn, thì Phật có nói là một vị tỳ kheo mà kham nhẫn thì ta chưa nói vị đó kham nhẫn đâu, chỉ khi nào hiền thiện ta chưa nói vị đó hiền thiện đâu, chỉ khi nào mà vị đó gặp những cái thử thách ấy, những thử thách mà nghiệt ngã, những cái thử thách mà cay đắng, những thử thách mà phải cắn răng, thì khi đó mà vị đó vẫn hiền thiện được thì ta mới nói đó là một vị tỳ kheo hiền thiện. Thì có một vài cái đoạn kinh sư nhớ, mà sư nhớ nhiều bài như vậy thì vậy thôi. Rồi học kinh, rồi sau khi học đọc kinh, rồi học và luật, rồi học A Di Đàm. Sư xin thưa là trong tâm một đời có một vị tu sĩ, vị đó học cái gì? Hả? Sở gì vị đó học cái gì? Kinh Tạng nè, Luật Tạng, A Di Đàm nè. Rồi sau đó thì sau khi học tiếng Việt xong rồi, vị đó học Pali. Pali để tham khảo chú giải, để tìm những cái thông tin mà mình cần tìm ở trong chú giải. Nếu mà được nữa thì có thể biết thêm một vài ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Anh, hoặc là tiếng tiếng Trung cũng được, tiếng Trung cũng được, để mình có thể mình tìm tài liệu, chỉ vậy thôi. Và sẽ đặt câu hỏi, có lẽ là một những cái vị mà học tiến sĩ thì các vị đó sẽ có một vài cái gì đó nó đặc biệt, nhưng mà sư chưa biết cái đặc biệt đó là cái gì thôi. Rồi có những cái như thế này nè, một vài cái chương trình đào tạo ở xứ mình ấy. Cái cần học thì nó giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ví dụ như Trung Bộ Kinh mà học cho nó đàng hoàng ấy, học 2 năm tới 3 năm. Còn nếu mà học mỗi ngày học nhanh ấy, ít nhất cũng hơn 1 năm. Mà mình dựa vào cái gì mình đi mình tóm tắt đó, mình chọn lọc ra một vài bài, một vài ý, rồi coi như xong một cái học phần rồi dẹp luôn. Và rất nhiều vị khi mà học theo kiểu tóm tắt như vậy đó, vỗ ngực tự hào là mình biết về Trung Bộ, nhưng mà mình chỉ biết được một vài điểm trong Trung Bộ thôi, mình không biết được tất cả trong Trung Bộ rồi. Đó là chưa kể cái thái độ học của người Việt mình ấy. Tốt nghiệp xong rồi là chữ nghĩa trả lại thầy hết. Rồi tới hồi thi cử thì quý vị đi qua thời học sinh rồi, quý vị biết mà, biết mà ha, khỏi phải nói. Đấy. Rồi thì tốt nghiệp xong rồi cầm cái bằng đó ra thì nó làm được cái gì? Hiện tại bây giờ đó, sở dĩ sư là vị có một cái gọi là cái chức, sư quên mất tiêu cái chức nó gọi là cái gì, giảng sư ban Hoằng pháp thành phố của đấy, của ban Hoằng pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ mà sư tham gia để mà sư có được một cái gọi là cái chức danh ấy, có chức như là cái vậy đó, thì chỉ bởi vì nó thuận tiện cho việc hoằng pháp.
khi mình đi đâu đó hoằng pháp người ta hỏi thì mình còn có giấy tờ để mình nói, mình không có thuyết pháp chui ấy. Rồi khi mà mình giảng như vậy đó thì cũng coi như là mình đủ điều kiện, chỉ đơn giản như vậy. Chứ còn nắm một đống bằng để làm cái gì mà chữ nghĩa trả lại hết thầy rồi đấy. Cho nên là sư theo cái trường phái thực dụng, sư theo trường phái thực dụng. Mà đối với sư thì khi nào nếu có điều kiện thì có lẽ là sư cũng sẽ đi du học, nhưng mà cái quan trọng là ở nơi đó họ sẽ dạy cái gì, nó có ích, nó có phù hợp với mình hay không, và mình có xài được hay không. Cái sư cần là xài được, chứ không phải cái sư cần là mình đi vài năm mình đem cái tấm bằng gì đó nó đẹp rồi mình về mình trưng rồi mình khoe. Mỗi lần nhắc tới tên mình là phải nhắc kèm thêm một cái chữ tiến sĩ, tiến sĩ hạnh tuệ. Thì nó kỳ lắm, nó kỳ lắm.